Vâng, mình xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục nhận một con xe Blade 110. Xe này thì khách hàng mang đến là có hiện tượng rất là hụt ga. Và khách hàng thì cũng ngồi ở ngay cạnh chỗ mình đây rồi. Đấy, anh em thấy là khách hàng cũng đang ngồi đợi. Và mình cũng tiện lúc cũng rỗi rãi, không gấp gáp lắm thì mình cũng quay lại cái bàn bệnh này để xem là nó ở đâu. Thì khách hàng thông tin là xe này thì cũng đã kiểm tra rồi. Đo áp bơm xăng là được 3 cân. Đấy. Và cũng kiểm tra qua rồi. Đấy thì cũng chưa phát hiện được bệnh gì thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm máy motion test để mình kiểm tra nhé, xem là xe bị làm sao đã. Đây mình cũng nổ thử luôn để cho anh em thấy là cái mức độ xe này nó bị rất là hụt ga. Đấy. Đây mình nổ thử luôn để anh em thấy nhá. Đấy, anh em thấy mình ga lên nhưng mà xe ga mạnh lên cái tắt. Vâng, đấy, khách hàng đang nói với mình là ga mạnh lên cái là tắt ngay. Đây. Anh em nhìn nghe này. Ô tắt rồi. Tắt thật. Đấy anh em thấy nha, không lên được lên này. Đấy. Đấy. Xe nổ rất là dậm dật nhá. Thả tay ga này. Ga mạnh hết ga lên là nó lịm, nhưng mà nó vừa rồi chưa tắt đâu, nhưng phát đầu tiên là tắt. Vâng vâng đúng rồi. Đấy, nghẹt không lên được anh em này. Nghẹt không lên được nhá. Đấy, mà khách hàng cũng thông tin cho mình ngay từ đầu đấy. Vừa rồi mình cũng nói qua với anh em ấy là cũng đã đo áp bơm xăng rồi. Áp bơm xăng tốt. Đấy. Thợ thông tin lại là áp bơm xăng tốt này. Đấy. Kim phun xúc rửa rồi. Đấy, nhưng mà vẫn chưa tìm ra bệnh. Vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cảm biến vị trí bơm ga xem là có vấn đề gì không đấy nhá. Đấy. Rồi, mình tiến hành mình cắm máy motion test vào đã. Thì máy motion test bây giờ là anh em được dùng cắp mới luôn rồi nhá. Tất cả những bộ máy bây giờ anh em được dùng cắp mới luôn, là anh em không phải cắm rắc lẻ như trước nữa. Đấy, công ty mới cho ra bộ cắp mới luôn. Đây, các rắc cắm trực tiếp luôn. Đặc biệt là những cái rắc cắm từ SH2020 trở về đây. Đấy, thì rất là khó cắm, anh em biết rồi đúng không ạ? Đấy, cũng như là xe Elite 125. Đấy, đời 2022 vừa rồi mình thấy là cũng rắc lại hết rồi. Đấy, thay đổi hết rồi, cho nên là anh em mua những bộ cáp mới này thì anh em alo cho mình nhé, mình sẽ gửi cho đúng không ạ. Đấy, còn những anh em mà mua máy motion test phiên bản mới V2.2 bây giờ thì công ty trang bị cáp mới sẵn rồi, anh em không phải mua thêm. Đấy, còn những anh em mà trước đây mua máy motion test motorcycle CE motorcycle 7 thì anh em cần những cái bộ cáp mới như thế này thì anh em alo cho mình nhé, mình sẽ gửi cho để cắm cho nó tiện lợi hơn. Đấy, bây giờ là cắm trực tiếp luôn, không phải cắm rắc lẻ như trước nữa nên là rất là tiện. Rồi. Có nhau nước. Đây. Cắm trực tiếp luôn. Anh em không phải cắm rắc lẻ nữa. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Đấy. Rồi, sau đó mình sẽ tiến hành mình kiểm tra qua cảm biến vị trí vấn đề gì không đã. Đấy. Mình kết nối với máy motion test đấy nhá. Mình để xuống đây để cho nó rõ hơn. Anh em vào kết nối với hệ thống OBD trên xe. Đấy. Chọn hãng Honda, tìm xe tự động, anh em bấm luôn. Em đi nhá. Vâng,
máy cũng tìm xe luôn cho ta là biết xe Ablade. Xe này từ 2011 đến 2012. Kết nối với hệ thống động cơ. Đọc mã lỗi. Và không có mã lỗi lưu trong eSIM. Đấy, bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vậy thì mình, nếu anh em mà chưa thành thạo sửa xe những cái dòng xe phun xăng điện tử thì anh em có thể nhờ máy, để máy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em biết từng bước mà anh em kiểm tra nhé. Đấy, còn nếu anh em mà thành thạo rồi thì anh em có thể là bấm là không. Đấy, ví dụ như anh em mới sử dụng máy mà anh em cũng chưa thành thạo thì anh em có thể bấm vào có. Đấy, thì đây là chức năng chẩn đoán nâng cao không có sẵn ở trong máy MotoScan. Đấy, những máy MotoScan 7, MotoScan Tab và MotoScan Fold thì đều có. Đấy, ví dụ như là máy sẽ hỏi ta là xe có biểu hiện gì, thì anh em thấy là xe của mình có biểu hiện gì thì anh em có thể là bấm vào cái dòng đó. Ví dụ như là không thể nổ máy này, lối idling stop này, hao xăng nhiều này, không quay đè này, hòa ga liên tục này, hòa ga ngẫu nhiên này, không có guarantee này, khó khởi động này, kiểm tra cơ khí kim phun này, hụt ga khi tăng tốc này, yếu máy không bốc, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái mà anh em có thể kiểm tra. Rồi, mình có thể thoát ra và mình kiểm tra luôn thông số hiện hành xem là cảm biến vị trí bướm ga với xe hụt ga nặng như này xem là có vấn đề về cảm biến vị trí bướm ga không, đúng không ạ? Vậy thì anh em kiểm tra vị trí bướm ga thì anh em có thể vào cái giao diện là có trên máy MotoScan này, rất là dễ này. Đây là giao diện truyền thống rồi. Đấy, trên máy MotoScan 7 cũng có, cũng như là MotoScan CE. Đây, anh em vào cái giao diện này cho mình. Vâng, đây là cái đồng hồ mà cho ta kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga, mình thấy rất là dễ bởi có cái kim này lên. Nếu mà anh em ga mà cảm thấy ngắt quãng thì chắc chắn là cảm biến vị trí bướm ga đấy bị kém, đúng không ạ? Và mình tiến hành mình thao tác nhé. Mình quay tay ga này. Và cảm biến vị trí bướm ga thì đến giờ đang hoạt động tốt đây. Đấy, anh em thấy không có điểm ngắt quãng mà cũng không bị tụt lùi ở vị trí nào cả, đúng không? Đấy, mình ga kịch ga luôn. Rồi, không bị làm sao cả, mình trả tay ga này. Rồi, mình kiểm tra lại một lần nữa này. Vậy thì có thể kiểm tra sơ bộ thế này thì mình thấy cảm biến vị trí bướm ga là không vấn đề gì, đúng không ạ? Đấy, không có vấn đề gì vì cảm biến vị trí bướm ga đang hoạt động rất là tốt. Đấy, anh em nhìn ở trên đồng hồ, anh em nhìn thấy này, rất tốt, đúng không ạ? Đấy, không bị ngắt quãng, không bị tụt lùi. Đấy, rồi mình trả tay ga này. Vậy thì cơ bản thì đến giờ thì mình có thể kết luận là cảm biến vị trí bướm ga là cơ bản là hoạt động bình thường, chưa có cái gì bất thường, đúng không ạ? Vậy thì khách hàng đã thông tin là áp bơm xăng đo rồi, đủ áp bơm xăng. Vậy thì áp bơm xăng mình có thể mình kiểm tra sau cùng, nếu mình cần kiểm tra lại cho nó tin tưởng với những cái bộ đồng hồ chuẩn. Thế nhiều khi mà đồng hồ bơm xăng anh em đo áp mà với những cái bộ đồng hồ đo áp không chuẩn thì có thể là cho thông tin sai. Đấy, thì bây giờ hãng tạm thời là khách hàng thông tin lại thì mình có thể bỏ qua phần đo áp. Vâng, kim phun thì khách hàng cũng nói là xúc rồi. Vậy thì có thể mình sẽ kiểm tra bằng một kim phun mới, mình đặt vào luôn xem sao nhé. Mình tắt khóa điện ra này. Xe này đúng là không sửa thì cũng không thể chạy được. Chạy được. Vâng, không chạy được. Ga phát nghẹn. Vâng, đấy, ga phát nghẹn như thế làm sao mà đi được. Bây giờ ví dụ như mình thì không nói, nhưng mà như đàn bà mà đi ví dụ như sang đường chẳng hạn. Vâng. Mà muốn ga vọt sang đường mà nó nghẹn thì chỉ có ngày xe nó không được. Đúng không? Đúng rồi. Mình thì mình biết kéo của nó rồi thì mình... muốn sang đường. Vâng. Ra vào sang đường thì tự nhiên cứ gọi lại cái thôi.
muốn muốn sang đường mà đúng là ga lên không lên được, đứng khự lại là nguy hiểm rồi. Ai gọi mình tạm dừng một chút nhé, mình đang có cuộc điện thoại của anh em gọi, chắc là nhờ trợ giúp rồi. Kim sạch lắm, kim là xúc rồi sạch, kim sạch tinh anh em ạ, đây, vâng, đây, sạch tinh anh em ạ, đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp kim mới xem thế nào nhé. Đây, chú cầm lấy cái kim này. Lúc nào anh em cũng phải có một cái kim xịn để anh em, một là anh em cũng là để thử xe cho khách hàng luôn nhé. Đây, kim zin của nó này. Đấy. Đây. Đấy. Vâng. Để thử đã. Nhưng mà chắc là vào phát là ăn ngay thôi. Vâng, cứ phải xem đấy. Vâng. Nên nhiều người thì gọi là xe phun sang điện tử chứ còn có khi chả bao giờ nhìn thấy kim phun và không hiểu chả bao giờ nhìn thấy kim phun thế nào. Đúng rồi. Chính xác, kim phun luôn rồi. Đấy. Ăn ngay luôn. Chuẩn luôn. Kia mà vặn nhẽ kéo đấy là nó ngộ. Vâng. Một phát là đuôi ga này. Chính xác, kim phun luôn anh em nhá. Chính xác, kim phun luôn, không cần phải thử nhiều. Vâng. Anh em nhìn này. Rồi. Đúng luôn nhá. Đấy. Chuẩn chưa? Đấy. Báo cáo chú là kim hỏng nhá. Đấy, xúc rửa rồi này, các kiểu rồi. Đấy, nhưng mà nói chung là cái công tác là đo áp bơm xăng giết là bố đo rồi, cho nên là mình cũng loại trừ luôn, mình không cần phải làm lại nữa, mình không phải đo lại cho nó đỡ mất thời gian. Đấy, cho nên là nhiều khi là anh em khai thác thông tin của khách hàng thì anh em cũng nhàn trong cái công tác anh em chuẩn đoán bệnh đi, đúng không ạ? Xem là khách hàng đã từng làm gì rồi. Đấy, còn nếu không thì anh em vẫn phải đo đạc lần lượt thì anh em mới biết được. Đấy, cho nên là mình vẫn tư vấn cho anh em là gì? Anh em luôn có một cái kim phun mới, nhưng mà anh em nhớ nhá là phải kim xịn. Tuyệt đối anh em không được thử những cái kim bên ngoài hàng lô. Thì nhiều khi đấy, mình đã kiểm tra rồi, nhiều khi những cái kim bên ngoài đấy là ga lên vẫn có bệnh hiện tượng hụt ga. Đấy, kể cả kim mới nhá. Đấy, cho nên là anh em đã thử xe thì anh em phải có hàng chuẩn anh em thử. Đấy, không nên gọi là mình cứ mua cái kim rẻ tiền, nhiều khi mình thử nhiều khi là còn không tìm được bệnh đâu. Đấy. Cho nên là đấy, bây giờ những cái thiết bị này thì nó cũng rất là sẵn rồi, đúng không ạ? Kim phun, mô bin sườn. Đấy, anh em, nhiều anh em cứ hỏi đo mô bin sườn. Nhưng mà nói thật ý, mình chưa bao giờ mình phải dùng đồng hồ mình đo mô bin sườn cả. Cứ mô bin mới anh em thử vào, vì những mô bin sườn ngày nay nó cũng không nhiều tiền. Anh em cứ cho mô bin mới đúng đời xe vào anh em thử luôn. Đấy, không mất công đo đạc làm gì cả. Bởi vì có những mô bin sườn đấy thì chỉ có lúc nóng nó mới bị, còn lúc nguội có những con nó lại không sao. Đấy, cho nên anh em đo là vô ích. Đấy, cho nên em cứ thử đồ mới vào cho mình. Nhưng mà đặc biệt là chỉ lưu ý nghe là anh em nên có những đồ xịn anh em tàng trữ để anh em thử thì nó nhanh hơn nhé. Đấy, và với xe này thì cái công tác là khai thác thông tin từ khách hàng thì mình cũng
chỉ cần kiểm tra mỗi cảm biến vị trí bơm ga xem có vấn đề gì không với máy Motion Tap. Đấy, còn khách hàng cũng đã kiểm tra áp bơm xăng rồi là thấy thông tin lại là vẫn còn tốt. Hai là khách hàng cũng đã xúc rửa kim phun rồi. Đấy, kim phun hãy còn sạch. Anh em vừa thấy mình quay cho anh em thấy là kim phun khách hàng rửa sạch nguyên, đúng không ạ? Vậy thì mình có kim, mình thử luôn và kết luận chính xác là kim luôn. Đấy, mình chưa tiến hành mình khôi phục lại cài đặt gốc đâu. Nếu anh em có máy thì anh em nên xóa lỗi và tiến hành reset lại ECM cho khách hàng thì nó sẽ ngon hơn, đúng không ạ? Đấy. Xe đáp ứng tay ga tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, thế đi nó đỡ khổ chứ bây giờ. Đấy, chứ không phải cuối cùng đi thế kia đấy. Nhiều đi được ý. Không đi được, đúng rồi, mà muốn sang đường mà không may mà xe hoặc là muốn lên dốc. Không đi được. Không đi được, đúng bây rồi. Chỉ đi với tốc độ 20 cây, chứ nếu mà đèo người nữa là sau là tôi cũng đi được. Vâng. Đèo người nữa không đi được. Đấy. Vâng. Đi mình chỉ ga phát là nó ngộp thôi. Vâng, thế được rồi. Đấy, giờ chú thấy cái ga lên sướng chưa? Ngon chưa? Đấy. Thế không đi khổ quá đúng không? Được rồi, thế rồi, thế bây giờ. Vâng, được rồi. Được rồi, chú yên tâm. Bây giờ là cho tiến hành cho ấy đã. Reset lại đàng hoàng ECM cho chuẩn đã, đồng bộ lại cho nó yên tâm đã. Vâng, 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 được rồi. Chú cứ ngồi uống nước đi. Vâng. Mình như thế nào đi cũng được. Vâng. Nhưng mà đàn bà là mệt. Mình tiến hành mình reset lại cho khách hàng nhé. Anh em làm xong đấy thì tốt nhất là anh em có máy thì anh em thao tác luôn cho khách hàng cho nó nhanh. Đấy, và đây, anh em cứ làm cái động tác xóa lỗi đi cho mình nhé. Đấy. Vâng, đúng bệnh ngay chú ạ. Đấy, xóa mã lỗi thành công này và tiến hành khôi phục lại ECM cho khách hàng luôn. Đấy, cho nó đồng bộ lại tất cả các thiết bị đi cho nó chuẩn, đúng không ạ? Đấy, khôi phục lại phần mềm trong ECU về trạng thái ban đầu thành công rồi. Và bây giờ anh em cho nổ máy 10 phút nhé. Và vậy thì công việc xong rồi, đúng không ạ? Vậy thì đấy, mình vẫn lưu ý anh em là thiết bị thử là anh em phải dùng thiết bị chuẩn. Đấy, từ những đây lúc nào mình cũng có tất cả những cái cảm biến đấy, rồi những cái kim phun zin để mình thử đấy. Kể cả từ những con ốc gió ấy, anh em cũng phải mua những ốc gió hàng xịn luôn. Đây, những cái ốc chỉnh gió này anh em này. Đấy, giờ ốc chỉnh gió gãy cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà mình cũng luôn mua những cái ốc chỉnh gió đây. Anh em nhìn này. Đấy, ví dụ như này. Đấy, K27 này, V01 này. Đấy, bộ vít gió này, cũng mua hàng zin luôn. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Vậy thì cái công tác mà anh em chữ đồ cũng là rất quan trọng. Đấy. Rồi anh em nghi thiết bị gì anh em có thể rút ra cắm lại luôn. Ví dụ như là rơ le 5 chân, anh em nghi là tiếp điểm má vít bị kém, đúng không ạ? Đó, thì anh em cũng có thể rút ra anh em thử luôn bằng rơ le 5 chân. Một con rơ le mình cũng có luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn anh em nhìn này. Đấy. Đây, rơ le 5 chân, ra ban luôn. Đấy. Cho nên là đấy, thiết bị thử là anh em cứ phải thiết bị xịn luôn. Đấy, anh em làm nó đã mất công. Đấy. Các cảm biến mình lúc nào cũng có luôn nhé. Đấy. Vâng, xe đang nổ máy 10 phút. Ơ, hỏi gì ấy? Ừ, đợi tí nhá. Đợi tí. Làm nốt cho xong đã xong mình làm. Đấy, anh em cũng đang đợi mình. Rồi, mình cũng làm nó đúng ra nhiều khi mình làm video rất là vội. Anh em nhiều khi là thấy là mình làm rất là vội đấy. Mình đây, mình thông tin luôn cho anh em là sau khi anh em làm xong, đúng không ạ? Thì anh em vào phần thông số hiện hành cho mình như này. Đấy, xong anh em kiểm tra tốc độ động cơ. Đấy, tốc độ động cơ là 1.700 cộng trừ 100 vòng nhé. Đâu rồi? Nè, tốc độ động cơ cao quá anh em này, nhìn này. 2.084 vòng trên phút. Đấy, vậy thì bây giờ anh em phải hạ tốc độ động cơ xuống nhé. Đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ hạ tốc độ động cơ xuống này. Đây, hạ tốc độ động cơ xuống thì anh em vặn cái vít chỉnh gió này. Anh em vặn xuống cho mình. Đấy, nhỏ xuống. Đấy. Nước mát còn đủ đúng không? Vâng. Đấy, nước mát còn đủ. Được rồi, mình sẽ chỉnh tốc độ động cơ chuẩn xuống. Đây, 1.700 cộng trừ 100 vòng. Rồi, chuẩn luôn rồi. Chính xác luôn rồi.
Đây anh em nhìn thấy tốc độ động cơ này, 1.700 cộng trừ 100 vòng này, đúng không ạ? Đấy, chính xác luôn. Đấy, được rồi. Thôi, mình cũng có khả năng phải kết thúc video ở đây rồi, bởi vì mình đang có khách hàng đợi, cũng đang rất cần. Đấy, thì mọi thông tin thì anh em cần các dòng máy Motoken cũng như các bộ đồng hồ đo áp, các bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu của Nhật Bản. Đấy, thì cũng như tài liệu sơ đồ mạch điện thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ có tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Đặc biệt là dòng máy Motoken ngày nay thì rất là hiện đại và đã được chứng minh là rất là hiệu quả và bền bỉ trên thị trường cách đây khoảng hàng chục năm nay rồi. Đấy, cho nên là anh em đã sử dụng thì anh em đều biết, đúng không ạ? Vậy thì với máy Motoken thì kết hợp luôn cả sơ đồ mạch điện luôn. Đấy, cho nên là rất là thuận lợi cho anh em trong quá trình tra cứu sơ đồ mạch điện, đấy, cũng như là chẩn đoán lỗi. Vậy thì mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy 0979 407 116. Thì mình sẽ liên lạc lại với anh em nhé. Mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.